Rồi con đi vòng lại đi. Rồi con đi vòng lại đây đó, được rồi. Rồi ok. Rồi, bị tai biến. Rồi là đi mà dậy đi khó chịu vậy hả? Dạ đi mất thân bằng. Tay tay rung sao đâu? Cầm mà rung. Không có cầm rung gì, bị tai biến rung coi sao. Rồi, mọi người nhìn thấy á, cái tay rung thì cái tai biến á thì nó không có làm tay rung nha. Mà cái này á là khi nó chấn thương nó bị cột sống cổ. Do đó mình sẽ chỉnh cái cột sống cổ lại ha. Rồi con đứng dậy. Bây giờ con đi thử coi, đi thử coi. Coi nhìn té ha. Đi thử coi. Rồi đó. Rồi. Rồi con đi vòng lại đi. Con đi vòng lại đây đó, được rồi. Rồi ok con. Rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Mấy? 2 tuổi. Rồi, rồi giống bà già vậy. Bệnh như thế chán ghê. Nhà đâu? À, Thịnh Hóa, rồi. Dùng núi hay dùng biển? Hay dùng biển hay dùng núi? Dùng núi hả? Đồng bằng. Đồng bằng à? Vậy là quên Thịnh Hóa có biển, có đồng bằng, có núi. Rồi mình khi mình chỉnh á, là cái cổ xong á, là mọi người sẽ thấy nó rất là hay ở chỗ là nó khác liền, thay đổi đi. Okay. Xin qua đây chút. Tai biến, bị mấy ngày rồi, lâu rồi? 3 tháng. 3 tháng này hả? Cái nào nó không đi được. Đây vậy hả? Nó liệt luôn á. Chân cứu nó không đi được. Mọi người nhớ là cái đó lưng này, mình thấy không? Rồi, con ngồi xuống. Rồi con bóp cái tay con bóp rung chưa? Không có. Đỡ chưa? Nhưng mà có đỡ đúng không? Nằm xuống. Rồi, ở qua đây. Không cần, không cần lót. Mình phải dọa. Bệnh nhân mình phải dọa. Rồi, ngồi lên. Không, không, không. Mấy ông kia kìa ngồi lên, con cứ nằm xuống. Con cứ nằm xuống, đó. Trời ơi, anh cứ ngồi lên được rồi. Ngồi lên được rồi, rồi. Hả? Sao? Đâu có gì đâu Thảo. Nhẹ nhàng, phải nằm, coi như là. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây hết sâu vô. Thấy cuộc đời thay đổi liền ha. Rồi. Bây giờ đi đi. Tránh đi. Đi đi. Chạy được thì con cứ chạy đi. Rồi. Không chạy chưa được đâu. Mới đi thôi. Con đi qua đây đi. Con đi được thấy vững rồi đi chưa? Đó. Rồi. Con qua đây đi. Rồi. Con coi có rung bớt rung tay chưa? Còn rung, còn rung. Nhưng mà thấy dễ chịu đúng không? Dạ. Rồi, con nằm cái đầu qua đây đi, đưa chân qua đây. Tôi bấm cho nó ngủ bội tâm cho ngủ bội. Rồi, xin là đứa kéo gói cho con. Kéo gói lên. Rồi. Sẽ tập có thiệt chịu. Đứng dậy. Ngồi lên chí. Rồi thầy vui thì bấm máy. Thầy vui thì bấm không hết đâu. Rồi bây giờ nãy giờ là thấy dễ chịu chưa? Nghe thoải mái rồi phải không? Thì khi mà cái cột sống cổ á mà được kéo ra một cái rồi á thì nó thoải mái hết rồi. Người nó thư giãn hết rồi. Thật ra là mấy cái trường hợp mọi người thấy á là nó rung tay, rung chân, giật co giật, nhưng mà khi mình điều chỉnh á xong á là tự nhiên hết này. Cái này hay lắm, đâu có chịu.
chưa đoan dối, chưa đoan dối, cười được là trời đó, thầy làm gì không chưa đoan dối, chưa đoan nhưng mà xong cái cuộc hội tâm tin mọi người thấy đặc biệt lắm, hay thì hay, khi nào nó ra là có rồi đó, vô rồi đó, cảm giác rồi đó. Bây giờ bắt đầu rồi nha, đó bắt đầu rồi. Ờ ngồi vậy con. Rồi tính đâu tính ra, từ bình tĩnh ngồi xuống bình tĩnh, tốt vô bình tĩnh, rồi giờ con đi, đi một cách thoải mái, không có gì gì hết, up lên. Rồi mai thấy rồi đi qua đây con. Rồi chạy đi. Mọi người rất tự tin. Bây giờ con thấy dễ chịu nha. Dễ chịu ha. Để thoải mái nè. Ok, được rồi. Bang ho. Hốp đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.